Tại Hoa Kỳ, cứ 15 giây lại có một phụ nữ bị đánh đập. Nhiều hành động bạo lực này diễn ra dưới sự hiện diện của trẻ em. Văn phòng biện lý quận Cam muốn bạn biết là nếu bạn hoặc người nào mà bạn biết là nạn nhân của bạo động trong gia đình, hiện có sự giúp đỡ. Nên nhớ mọi trẻ em đều đáng được lớn lên trong một ngôi nhà yên ấm.